Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ hữu tình. Thì hôm nay mình sẽ quay cho quý anh chị và các bạn về giá xe của đại lý mô tô nhập khẩu nha mọi người. Đó là đại lý tổng hợp, có rất là nhiều dòng xe luôn. Ví dụ như là Sonic nè, Vario nè, rồi Exciter nữa. Thì mình với Minh có lẽ là sẽ giới thiệu về giá cũng như là hướng dẫn mọi người cách mua xe. Thì anh chị và các bạn nào mình xem thì mình vui lòng mình liên hệ qua số điện thoại và cái địa chỉ mình ghi ở dưới cái video nha. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu với quý anh chị và các bạn là dòng Raider. Đây, Raider đây, Raider mẫu mới nè mọi người. Thì Raider 2021 có, 2020 cũng có. Có những cái mẫu mà rất là mới luôn. Như những cái màu mà màu mới, ví dụ như màu này nè, 2021 nè mọi người. Thì trong này thì nó sẽ có phiên bản về độ tem và phiên bản zin. Nếu mà độ tem thì mọi người cứ cộng thêm 1 triệu tới 1 triệu rưỡi nha mọi người. Còn nếu mà phiên bản zin á thì giá hiện tại là bao nhiêu em? Có giá là 49.500.000 ạ. À, 49.500.000 thì chúng ta sẽ trả trước bao nhiêu em? Trả trước từ 5 đến 8 triệu. À, 5 tới 8 triệu nha mọi người. Rồi, mình chuyển sơ qua cái dòng Sightseer cho quý anh chị và các bạn ha. Sightseer hiện tại thì mình thấy cũng có phiên bản zin và phiên bản độ tem. Ví dụ này là độ tem nè, phiên bản này cũng là độ tem này, màu vàng rất là đẹp nha quý chị và các bạn. Nó kết hợp giữa màu vàng đen và màu đỏ chữ Sightseer kia. Thì quý anh chị như các bạn đã thấy đó. Thì dòng Sightseer này hiện tại giá bao nhiêu em? Có giá là 58.800.000. À, 58.800.000. Thì chúng ta cũng sẽ trả góp từ 5 tới 8 triệu và mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Thì quý anh chị và các bạn lưu ý một điều ha. Ở đây có hỗ trợ 5 ngân hàng. Thì quý anh chị và các bạn khi mà nợ xấu của ngân hàng này thì chúng ta có thể sang ngân hàng khác làm hồ sơ, biết đâu chúng ta sẽ đậu, không còn nợ xấu nữa. Thì mọi người nào mình muốn mua xe thì mình cứ liên hệ qua địa chỉ và số điện thoại em để bên dưới nha. Rồi, ngoài ra thì Sonic, đây là hàng trưng bày nên số lượng hàng trưng bày rất là ít, còn trong kho rất là nhiều. Anh chị và các bạn nào có nhu cầu mua xe thì quý anh chị và các bạn mình cứ tới liên hệ. Đây, dòng Sonic cho quý anh chị và các bạn đây. Sonic thì hiện tại trưng bày đây là màu trắng đỏ đen. Con này là màu đen, thì trắng đỏ đen này giá nhiêu em? 57.500.000 ạ. À, 57.500.000. Thì dòng này mình cũng trả từ 5 tới 8 triệu nè. Còn con màu đen này em? Cũng là 57 luôn hả? Dạ, 57.500.000. Rồi, ok. Màu, độ màu thì bên em sẽ từ 1 cho đến 1.500.000. Cứ độ màu là thêm 1 tới 1.500.000 đúng không? Dạ. Rồi, mình vào bên trong nữa, mình giới thiệu cho quý chị và các bạn là lô Vario 150 và 125. Thì mình nhìn chung qua, sơ qua đi quý chị và các bạn nhìn đi. Rất rất là nhiều màu. Đó, đủ cho màu cho quý chị và các bạn lựa chọn nha. Rồi, mời anh Thịnh này lướt sơ qua cho mọi người tham khảo những cái mẫu ở đây. Mẫu ở đây thì có rất là nhiều dòng xe luôn. Rồi, ví dụ như mình sẽ báo giá về cái mẫu Vario màu độ này đi. Màu độ thì nó có màu vàng, nhưng mà thường á, màu vàng nó sẽ có đi mâm màu vàng nữa, mà hiện tại ở đây thì mình không thấy, có lẽ là hết rồi. Quý chị và các bạn nếu mà mình có nhu cầu mua về màu độ thì mình cứ liên hệ với cửa hàng, cũng sẽ rất là nhanh chóng sẽ sơn lên cho quý chị và các bạn thôi. Rồi, ví dụ như cái phiên bản mà 125 đây thì giá nhiêu em? Phiên bản 125 có giá là 41.500.000. À, 41.500.000. Thì dòng này mình trả chỉ cần 2-3 triệu là mình có thể mua xe được rồi mọi người. Đó, đủ màu cho quý chị và các bạn lựa chọn. Rồi, thì quý chị và các bạn nhìn đi. Cái này cũng là màu tem sơn đúng không? Dạ. Độ màu tại cửa hàng thì thêm từ 1 cho đến 1.500.000. Nhưng mà hình như là ở trong này là nó có khóa thường và khóa smart key. Dạ. Thì không biết là khóa thường thì nó nhiêu em? Khóa thường là phiên bản 125 có giá là 41.500.000. 41.500.000. Còn nếu mà khóa smart key? Là phiên bản khóa smart key là phiên bản 150 có giá là 53.000.000. À, 53.000.000 nha mọi người. 53.000.000 là chúng ta sẽ có được dòng xe này. Và mình trả góp nếu mà năm mới thì cũng khoảng là từ 4 tới 6 triệu, cũng trong khoảng đó thôi mọi người. Đó. Còn màu độ tại cửa hàng thì có giá là thêm 1 cho đến 1.500.000. 1.500.000. Đó, các bạn nhìn đi. Vario rất rất là nhiều luôn. Rồi, tiếp tục là Vision cho anh chị và các bạn luôn. Vision quý chị và các bạn nhìn đi. Trước mặt quý chị và các bạn rất là nhiều phiên bản luôn. Đồ những cái mẫu màu rất là nổi luôn. Ví dụ như là màu vàng này, chẳng hạn. Màu vàng một trong những cái màu cực nổi cho anh chị và các bạn luôn. Màu xanh, màu trắng này, hiện tại Vision đây thì giá nhiêu em? Dạ, ở Vision thì có hai loại là đỏ đô và màu xanh thì có giá là 33.500.000. Ở đây chẳng hạn như là màu xanh đây anh. À, là bao nhiêu? Là 33.500.000. 33.500.000. Ok. Còn nếu mà màu cái màu này cũng đồng giá luôn hay sao? Dạ.
Còn những cái này là màu độ thì sẽ thêm từ 1 cho đến 1.500.000. Đó thì 30 mới thì mình dòng này mình mua mình không cần trả trước nha mọi người. Rồi thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu qua cho quý anh chị và các bạn là dòng MS King nè. Rồi MS King thôi mọi người. MS King hiện tại mình nhìn sơ qua thì mình thấy có màu zin, màu độ. Đây phiên bản zin ví dụ như là đây nè. Phiên bản xanh GB nè, màu độ nè. Cái này cũng màu độ tem nè, màu độ tem nè và màu zin. Đó. Thì hiện tại cái dòng này thì giá sao em? MS King hiện tại có giá là 45 triệu ạ. À 45 triệu nha mọi người. Thì mình trả cũng từ 3 tới 5 triệu là mình có thể mua được cái dòng này rồi. Thì anh chị và các bạn nào nếu mà không lấy xe màu zin á, cứ lấy màu độ thì cũng cộng từ 1 tới 1 triệu rưỡi. Và dạ, giá ở đây là giá đã bao gồm phí VAT 10% rồi. Dạ. Anh chị và các bạn khi mà mình mua thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ ra hồ sơ biển số cho anh chị và các bạn ha. Rồi. Mình vào bên trong một tí nữa mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn là dòng SH Cao. Thì SH Cao thì ở đây là hiện tại có phiên bản 125 và 150 đúng không? Dạ. 125 thì nó không giá chưa? Dạ, SH 125 thì phanh thường là 82.500.000. À. Còn phanh dạ, còn phanh ABS là có giá là 90 triệu là phiên bản 125. Còn phiên bản 150 phanh thường bao nhiêu? Là 98 triệu ạ, là phanh thường. Còn phanh ABS là có giá là 112 triệu đã bao gồm thuế. Thì dòng này mình trả trước bao nhiêu em? Đã trả trước từ 10 cho đến 15 triệu ạ. Dòng này nếu mà SH này mình trả trước tầm 40 tới 50 cho mọi người. Tại vì cái dòng này ngân hàng nó hỗ trợ tối đa có 52 triệu thôi. Thì cái số còn lại là mình phải trả hết nha mọi người. Rồi, tiếp theo là SH Mod cho quý vị và các bạn ha. Tháng mốt thì hiện tại nó là phanh ABS 20 đấy đúng không ạ? Dạ. Giá bao nhiêu em? 69.500.000 ạ. 69.500.000 đã bao gồm phí VAT rồi. Đó. Anh chị và các bạn nào mua dòng này thì mình trả cũng tầm là 15 tới 20 triệu á. Đó. Mọi người, tại vì ở đây hỗ trợ trả góp cũng rất là dễ, chỉ cần mang chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe là chúng ta cũng có thể là trả góp được rồi. Nên mọi người cứ yên tâm. Có 6 ngân hàng để hỗ trợ nên anh chị và các bạn nào có bị nợ xấu mà kiểu như mình trả chậm á thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị vật vàng luôn. Rồi mình qua dòng Mega này cho cũng giống nhau rồi, hỏi cho mình lướt qua Vario thôi, khá là nhiều là màu tím nè. 150 đây là nãy mình nói là 53 triệu đúng không? Dạ. 53 nên 52 phiên bản 150 là có giá là 53 triệu, còn phiên bản 125 có giá là 41.500.000. Còn độ thêm màu là sẽ là từ 1 cho đến 1.500.000 tùy phiên bản ạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo là AB. AB thì AB 2020 cũng có hai phiên bản anh ạ. Phiên bản 125 và 150. À 125, 150. Thì 125 thì giá nhiêu em? AB 125 có giá là 41.500.000. À 41.500.000. Còn AB 150. AB 150 có giá là 53.500.000. 53.500.000 mà chưa tính màu đặc biệt đúng không? Màu đặc biệt thì nó là nhiêu? Màu đặc biệt này. Phiên bản đặc biệt là màu này. Màu đặc biệt thì thêm 1 triệu nữa. À là 54 triệu ha. Rồi, thì dòng này màu thì độ màu thì cũng 1 cho đến 1.500.000. Trong này thì mình trả khoảng nhiêu em? Trong này trả khoảng từ 10 cho đến 15 triệu ạ. Rồi ok. Đó thì rất là nhiều dòng xe mình lướt sơ sơ cho anh em mình tham khảo thôi nha mọi người. Đó, Vision thì còn rất là nhiều màu luôn. Vision hồi nãy nói là mình nói 33 triệu luôn. Dạ. Đó. Mọi người thành quay lướt cho anh em đi. Nay mình quay lướt trước thôi, còn anh chị và các bạn nào mình muốn mua hoặc là mình cần báo giá cụ thể một cái dòng xe nào thì quý chị và các bạn mình vui lòng mình comment dưới video nha. Rồi qua bên này một tí nữa là về dòng quay bao nhiêu em? Dạ quay thì có hai loại ạ, quay A và quay RSX. Quay A thì tại cửa hàng có giá là 19.100.000. 19.100.000 là dòng này không cần trả trước là mình nhận xe luôn. Đó. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe nha quý chị các bạn. Còn quay thì future thì có giá là từ 31.500.000 cho đến 33.500.000 tùy vành nan và vành đúc ạ.
chung là mấy cái này nè, cái giờ thành quay này để chỉ cho anh chị và các bạn nè. Ví dụ như bánh mâm như thế này, bánh tâm nè, bánh mâm nè, giá đều khác nhau nha, trên liệt nha mọi người. Mọi người chú ý giúp em á. Có gì anh chị và các bạn mình cứ liên hệ qua cái số điện thoại và cái địa chỉ em ghi ở bên dưới hoặc là trên màn hình nha mọi người. Còn bên này là có một bản đó là bản thường và bản FA đúng không? Đây là RSX ạ. À RSX. Bên này là con này là nãy quay. Có giá là từ 22 triệu cho đến 23 triệu 800, cũng tùy vào vành nan và vành đúc ạ. Rồi, ok. Ok thì mình vừa lướt qua cho quý chị và các bạn những dòng xe thôi, có rất là nhiều dòng luôn. Thì tiếp theo mình sẽ lên mình quay ô tô một tí nữa. Dạ. Đó, mình sẽ quay về ô tô một tí cho quý chị và các bạn ha. Đây. Ô tô thì đầu tiên mình giới thiệu với mọi người là một con Lincoln 200. Con này thì giá bao nhiêu em? Lincoln 200 có giá là 57 triệu 500. 57 triệu 500. Đó, 57 triệu 500 nha mọi người. Con này thì mình trả trước cũng tầm 7 triệu là mình mua được hết. Rồi, con này là Lincoln đây là 250. Giá bao nhiêu em? 250 có giá là 74 triệu 500 ạ. 74 triệu 500. Còn GTX Bandit. RS Bandit là có giá 61 triệu 500 ạ. 61 triệu 500 nha mọi người. Bandit 61 triệu 500. Anh chị và các bạn nào mình mua thì mình tranh thủ thời gian tới mình mua nha. Bản này thì mình trả cũng tầm 10 đến 15 triệu ha. Còn CB Venza 150 á. Có giá là 47 triệu ạ. 47 triệu nha mọi người. 47 triệu. Rồi. Tiếp theo là giới thiệu thêm cho anh chị và các bạn là dòng CBR 150 hãng Indo cho mọi người. Con này thì có giá là 72 triệu. 72 triệu. Đó, 72 triệu mình trả cũng tầm 15 tới 20 nha mọi người. Mình mua được rồi. Rồi. Bên này là có con GSX bán R nữa nè. Giá bao nhiêu em? GTX bằng R. Số 1 đi. RS. Thao Demon đi. Demon có giá là 58 triệu 500. 58 triệu 500 thì mình trả cũng tầm 8 triệu là mình mua được. Cái bản này mình nếu mình mua thì mình trả cũng tầm khoảng 8 tới 10 triệu là mua được rồi mọi người. Con này còn 6 mấy triệu. Rồi, thì mình vừa lướt qua cho quý chị và các bạn những dòng xe ở đây. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua những dòng nào á thì mình cứ liên hệ mình mua nha. Cái địa chỉ và số điện thoại mình để bên dưới nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Xin chào mọi người nha. Dạ, xin chào mọi người ạ.